Nam thanh niên 24 tuổi này tìm đến Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám để xác định bệnh lý xuất hiện những triệu chứng lạ sau khi quan hệ tình dục không an toàn. Qua khai thác bệnh sử, người này tiết lộ, sau buổi họp lớp đợt Tết vừa qua, do quá chén và bạn bè rủ rê, anh đã đi quá giới hạn tại một quán massage với đối tác lạ. Thì sau khi quan hệ không an toàn ở bên ngoài thì về cũng có xuất hiện vài triệu chứng như là mủ ở da đầu vật, tiểu buốt rồi rắt. Thế thì mình cũng tìm hiểu ở trên mạng, cũng đi đến để thăm khám để xem cái tình trạng của mình nó bị như thế nào. Rồi bác sĩ cũng cho mình đi làm các cái xét nghiệm. Sau khi trả kết quả thì bác của mình là bị lậu, và cũng rất là lo. Lo thứ nhất là lo về cái phần lây nhiễm cho vợ con và gia đình. Trường hợp như nam thanh niên này không hề hiếm gặp. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam Học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết, từ khi kết thúc kỳ nghỉ Tết đến nay, lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục ghi nhận tại cơ sở y tế này tăng vọt. Phần lớn bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn trong kỳ nghỉ Tết sau những cuộc liên hoan có sử dụng rượu bia, trong đó có những mặt bệnh phổ biến thường gặp. Cái bệnh đứng đầu mà chúng tôi hay gặp nhất đó chính là nhiễm vi khuẩn Chlamydia. Đây là một vi khuẩn hay gặp gây viêm đường tiết niệu. Chlamydia thì ước tính chúng tôi gặp đến 25%, và nếu mà không điều trị sớm nó có thể ảnh hưởng đến sinh sản sau này. Mặt bệnh thứ hai là mặt bệnh lậu. Mặt bệnh lậu thì chiếm từ 15 đến 30%. Đứng cuối cùng đó là sùi màu gà. Với những hệ quả nguy hiểm có thể gặp phải khi mắc các bệnh lý tình dục, bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo về cách phòng tránh các bệnh an toàn, hiệu quả mà mọi người cần nắm vững. Chúng ta phải trang bị về kiến thức gồm có y học tình dục và kiến thức về giới tính. Thứ hai là chúng ta xây dựng một cái gọi là hành vi quan hệ rất là lành mạnh, tức là chỉ có một đối tác thôi. Chúng ta phải biết rõ đối tác của mình là ai, đối tác của mình có bị các cái bệnh gì trước đó hay không. Thứ ba là nếu mà chúng ta chưa có nhu cầu sinh con, hoặc là chúng ta chưa rõ hoặc là những cái trường hợp mà chúng ta bất khả kháng thì bắt buộc chúng ta phải sử dụng bao cao su. Thứ tư là chúng ta lên thăm khám định kỳ để kiểm tra xem mình có bị bệnh không, hoặc đối tác có bị bệnh không. Nếu mà những ai mà chúng ta chưa bị HPV trong cái độ tuổi tiêm phòng thì chúng ta nên tiêm phòng virus HPV. Ngoài những biện pháp nêu trên, bác sĩ cũng khuyến cáo việc làm đơn giản nhưng hiệu quả bền vững là xây dựng một lối sống khoa học, kiêng rượu bia, thuốc lá, tăng cường tập thể dục để tăng sức đề kháng, từ đó chống lại lây nhiễm.